Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và hy vọng các bạn đã có một ngày học tập làm việc thiệt là hiệu quả nha. Thì hôm nay mình sẽ review với các bạn một cái tựa game, nó khá là giống tựa game Pet Simulator ha. Tựa game này có tên là Pet Paradise các bạn, thiên đường của những con pet. Nhưng mà mình nhớ là lúc trước có một cái tựa game nó có cái đồ họa y chang tựa game này luôn, tức là kết cấu bản đồ y chang luôn ha. Chỉ khác là tựa game bây giờ, thứ nhất là đã đổi tên nè, thứ hai những con pet đã khác nè, và cái thứ ba, mình nghĩ là admin game là khác các bạn. Có vẻ như là cái tựa game trước mà sử dụng cái hình ảnh như thế này, hình ảnh đồ họa như thế này ha, không được nhiều người biết tới. Do đó một admin game khác đã phối hợp kiểu như là mua lại cái bản đồ tựa game này ha các bạn, để tạo ra tựa game Pet Paradise. Tại vì mình lúc trước mình chưa có review các bạn tựa game đó, nhưng mà cái đồ họa và những cái thức ăn trong đây nó khá là giống. Rồi thì một số tâm sự như vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm game này nhá. Nhưng mà các bạn thấy mình có khá là nhiều tiền, bởi vì hôm qua mình đã vào cày tựa game này lúc khuya rồi các bạn ạ, lúc khoảng 11, 12 giờ đêm ha. Và bây giờ bạn thấy mình đã phá đảo tất cả các vùng đất ở trong cái thiên đường pet này rồi đó, phá đảo tới vùng đất cuối cùng luôn ha, và tương lai tựa game này sẽ ra thêm nhiều vùng đất nữa. Ok, bây giờ mình sẽ review với các bạn nha. Ở đây mình có là top 100 player, những người mà có thể mở ra được những con pet xịn legendary ha. Đó, bla 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 nè, hình như mình nhớ là có một youtuber hay một admin game gì đó các bạn. À đây nè, YG Backstable nè, một admin game khá nổi tiếng của một youtuber ha, với những cái tựa game như là Escape the Rema, Escape the Rempa ha, trốn thoát khỏi ông bà ngoại đó, hạng 17 đúng không, ba con pet huyền thoại. Ở đây mình sẽ có những cái trứng các bạn với mức giá là 1.500 tiền, 5.000 tiền, 10.000 tiền, 20.000 tiền, và có tỷ lệ nha, 25%, 25%, 40% các kiểu nè. Thì cái chỗ này nó có một con tỷ lệ 1% là 20.000 tiền. Thì tựa game này rất đơn giản ha, chúng ta sẽ đi ăn những cái trái cây, những cái món ăn ở trong bản đồ này, dùng những con pet ha, đi click, giống như là Pet Simulator click tiền thôi. Đó, click như vậy nè, ha. Sorry các bạn, những con pet của mình bây giờ nó khai thác khá là nhanh rồi. Đó, thì chúng ta sẽ có tiền, và khi có tiền, tiền sẽ được cộng trực tiếp nha. Và chúng ta sẽ về mở trứng thôi. Ở đây có một thêm một cái là Legendary Pet, có thể dùng 6.000 Robux để mua, 100% sẽ ra pet huyền thoại luôn. Ok. Và tương lai tựa game này sẽ có trading nha. Đây nè, cái trade đang bị ẩn các bạn, nhưng mà tương lai chắc chắn sẽ có trading như là tựa game pet luôn. Thì đây là con pet của mình, chúng ta có thể equip tối đa 4 con pet và có thể hơn nữa. Nếu các bạn muốn hơn thì bạn phải mua game pet nha. Và sức chứa tối đa là 30 con pet, và nếu các bạn muốn chứa nhiều hơn nữa thì đương nhiên phải mua game pet. Đó, cái gì nó cũng quy ra game pet hết. Ở đây mình có một cái là 2019, ở đây một số 8, tức là 2018 đã qua rồi và chúng ta tới năm 2019 ha. Bên đây mình có cái shop ha, shop thì có những game pass có nhân 2 tiền. Thì mình đã mua một game pass nhân 2 tiền rồi, cho nên cái việc mình cày tiền rất là nhanh. Nhân 2 kinh nghiệm, 500 slot, rồi 100 slot. Rồi có thể instant hack, tức là khi bạn mở một con pet như thế này ha, thì các bạn phải ấp trứng nha, phải ấp trứng mà một con không có lâu đâu, khoảng tầm vài chục giây thôi. Cho nên mình nghĩ là chúng ta không cần mua game pass này, một game pass khá là phế. Tiếp theo đó là mình có multi hack nè, bla 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 các kiểu, lucky ad tăng tỷ lệ may mắn. Rồi cộng 5 pet, cộng 15 con pet equip nha các bạn. 5 con pet equip là 450 Robux, rồi 15 con pet cùng một lúc là 2000 Robux. Trong đây không có game pet, là không giới hạn pet nha. Và có một điều nữa, những con pet mà các bạn mở ở đằng sau, những vực sâu á, nó sẽ có những cái trứng khác nữa, tier cao hơn. Nhưng mà nếu các bạn mở ra những con pet cùi á, thì nó vẫn cùi thôi. Giống như vậy ha, nó không phải là như pet, ví dụ pet là tier 5, 6, 7, 8 gì đó, càng lên cao nó càng mạnh ha. Nhưng mà cái này nếu các bạn mở ra được cái loại uncommon á, bây giờ mình dùng 20.000 mình mở cho bạn coi nha. E, wow, một cái trứng màu xanh các bạn. Đúng, chúng ta có một con khỉ Monkey Egg Unusual. Con khỉ này á, thì bây giờ mình sẽ equip ra nhá. Mình sẽ xóa một con đi. Mình cất cái con Master Whipper này vô ha. Unequip nè, mình sẽ hatching cái con khỉ này. Nó tốn chúng ta là 35 giây các bạn. À, và có một cái nữa khá là hay ở trong tựa game này, nó có một cái chữ là Evolve các bạn, ta tiến hóa ha. Đầu tiên á, thì những con pet chúng ta nó sẽ là baby, sau đó nếu nó lên cấp nó sẽ tiến hóa thành teen ha. Tức là cái quá trình con pet chúng ta sẽ lớn lên, già đi, nhưng mà nó không chết nha. Nó chỉ lớn lên rồi nó thành người trưởng thành, rồi xong nó già đi, rồi nó thành master là bậc thầy hay là ông bà ngoại đó các kiểu. Ok, con khỉ của mình nè, chuẩn bị còn 8 giây nữa, các bạn thấy không? Bây giờ mấy cái con Raccoon nè, con Raccoon của ai không biết, thì nó là teen. Đó là cấp 1 là teen, cấp 2 là adult, cấp 3 là old, elder các bạn, và cấp 4 thì là master. Và từ cấp 4 trở lên thì nó sẽ không tiến hóa nữa, nó chỉ là mang cái danh xưng thôi. Tức là cuộc đời một con pet trải qua 4 giai đoạn ha. Trong đây á, thì tựa game này nó khá là đa dạng, nó không chỉ đơn giản những cái đồng tiền các bạn, nó là bánh kẹo các kiểu ha, bla bla bla. Rồi qua những vùng đất khác thì nó có cây nấm, nó có cái gì bú lưu xua hết các bạn à.
Ở đây thì không biết cái gì ha. Tự nhiên có một con mèo ở đây. Có một con mèo ở đây nhưng mà mình không có bắt nó được, không bắt con mèo được. Tương lai thì cập nhật nó sẽ có một khu ở đây nè, coming soon là hospital ha. Đây, chính cái khu trong đây nè. Trong cái tựa game trước mình chơi với đồ họa y chang như vậy, trong đây là cái shop chúng ta mua pet nha. Ô mình leo được nè các bạn. Của một tựa game nào đó, tựa cái gì Dragon Pet Simulator gì đó các bạn. Bây giờ mình sẽ review cho bạn những vùng đất tiếp theo nha. Vùng đất tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là cái vùng đất băng các bạn ạ. Vùng đất này phải tốn là hình như 15.000 tiền á. Ở đây có một cái trứng. Bên đây là những cái candy cane, Iceland là vùng đất băng ha. Ok. Những cái candy cane bên đây thì nó tốn là mấy chục á. Thì mình đã phá đảo rồi. Nếu bạn mua game bánh nhân 2 cho mình là 300 Robux hay là 350 gì đó thì chúng ta chỉ mất khoảng đâu hơn tiếng thôi. Vì vùng đất cuối cùng trong tựa game này hiện tại nha chỉ tốn chúng ta là 300.000 tiền. Ở đây một cái trứng là Thai 5 các bạn. Thai 5 là 35.000 tiền ha. Mình đã mở được một con common rồi. Mở tiếp một con nữa nào. 1% legendary. Phải không? À không, một con polar bear thôi. Really man. Đây con khỉ nè các bạn thấy không? Bay Mimon kỳ nè. Lúc mà mới đầu ra, mặc dù là trứng 20.000 nha, nhưng mà nó chỉ cộng 3 với cộng 4 thôi. Cái cộng 4 sát thương này á, cộng 4 cái kiếm này nè, mình nghĩ là tương lai nó sẽ có một chế độ chiến đấu boss gì đó các kiểu. Cái đó của tương lai các bạn, nếu từ game này nhiều người chơi ha. Thôi mình sẽ tắt con này xuống bởi vì nó khá là lâu. Đổi con rồng này ra. Con rồng là 9 nè các bạn, 9 và 6 ha. Con này là polar bear đúng không? Equip ra cho bạn coi nè, up cái con gấu bắc cực ra ha. Đấy lụm. Ok. Chúng ta vẫn có thể đi xa các bạn. Đó, không cần phải đứng gần ha. Cái tựa game mà Army Control á, thì chúng ta phải đứng gần. Thì những cái con pet, những cái đội quân troop của chúng ta mới đi theo chúng ta để phá những cái rương hay là chiến đấu quái vật ha. Vùng đất tiếp theo là 175.000 tiền. Đó chính là vùng đất Magma Fall. Liên quan tới Halloween nè, mình có cái gì á, bí ngô, vân. Ê, quên. Mình chưa up xong, ok, baby polar bear. Thì những cái khu vực sau này á, thì chúng ta phải tốn khá là nhiều để chúng ta phá được một cái món ăn đồ ha. 110 nè. Đó, khá là nhanh thôi. Đi vòng vòng như vậy cũng tiền không các bạn. Ok, có gì đâu. Tất cả là thiên mệnh các bạn. Chơi game pet cũng vậy, chơi game nào cũng vậy. Mở pet là thiên mệnh thì chúng ta sẽ có pet xịn thôi. Con baby polar bear của mình ha. Các bạn thấy bây giờ để mình cho nó tiến hóa thành tin đi. Nè, nó đang đeo cái biển đó các bạn. Baby polar bear ha. 90 kinh nghiệm nó sẽ lên cấp. Đi qua vùng đất tiếp theo đi, vùng đất tiếp theo thì nó nhiều hơn ha. Vùng đất tiếp theo này là vùng đất dạng như là phù thủy hay gì đó các bạn. Tốn 300.000 tiền. Chỗ này ha. Magic Academy, đúng rồi, vùng đất pháp thuật. Ghê. Cái tên rất là hay. 1, 2, 3, 4. Đó. Ở trong đây có một game bánh nhân 2 kinh nghiệm nữa các bạn. Thì một khi con bánh lên kinh nghiệm nhanh thì nó sẽ cho chúng ta cộng tiền nhiều thôi. Tức là số tiền mà nó khai thác nó sẽ nhân với lại cái số máu của cái đồ ăn mà chúng ta khai thác ha. Ở đây có đồng tiền nè. Đồng tiền Baron Browser. Đấy. Nó lên cấp rồi nè các bạn ơi. Team Polar Bear nè. Hồi nãy là con gấu của mình á, nó đeo cái bỉm đi mẫu giáo, bây giờ nó mặc cái quần nó đi học rồi. Ghê chưa? Khá là vui ha, nó không có nhàm chán như từ em pet, là chỉ đơn thuần là lên cấp thôi. Nó có tiến hóa cuộc sống của con pet, nó có tiến hóa đàng hoàng nha, vẫn chơi hoài. Ở đây thì một cái trứng Thayer mới nha các bạn, Thayer 6. Tương lai thì sẽ mở rộng thêm ra nhiều cái vùng đất mới nữa. Nhưng mà từ game này nó hơi bị fail một chút á, là cái camera nó như vậy nè. Mình có thể nhìn được vùng đất đầu tiên. Rồi 1, 2, 3, 4 ha. Tương lai thì nó sẽ mở rộng ra thêm chút xíu nữa. Ok. Cái này á, thì phải tốn là 150.000 nha các bạn. Chỉ có duy nhất 3 trứng thôi. Trứng common là 70%, trứng epic là 29% và trứng legendary là 1%. Còn nếu bạn nào giàu có đại gia rich kid đó, thì bạn có thể dùng 6.000 robux ha, chắc chắn là 100% luôn. Còn nếu không thì bạn cứ hên xui thôi. Giờ mình sẽ mở cho bạn coi nha. Mở 2 trứng đúng không? 3 trứng là 450.000 tiền rồi. Đi vòng vòng đi để kiếm lên 450.000 tiền, mở 3 trứng cho bạn coi luôn. Ở đây có một cái rương các bạn, một cái rương nó cũng khá là nhiều tiền ha. Mà lâu lâu nó mới spawn thôi. Mấy cái nấm này mà phá được mình phá luôn rồi. Thì cái tình. Cái này gọi là cái chảo đó các bạn. Cái chảo của mấy cái mụ phù thủy mà gọi là sao á? Quên mất tiêu rồi. À, nấu thần dược các bạn. Rồi mở pet ha. Tỷ lệ con kia dưới 1% thôi. Oh, epic unicorn head. Wow. Ngon. Rồi xui nè, chắc chắn luôn ra con common chắc luôn.
Oh wow, hai con Unicorn S các bạn ạ. Uncommon. Biết ngay mà. Cái con LF này mình có đó các bạn. Ủa cái game này đi xuyên được nha. Cái con LF, wow con này xịn quá. Đâu rồi? Đây, Master F rồi. Cái con yêu tinh của mình đã tiến hóa thành Master rồi. Tức là cái cuộc sống cuối cùng rồi. Sau cả người già luôn, tức là về hưu các bạn. 13, 8, ok mình sẽ unequip con này vô ha. Con mèo bao nhiêu? Ngày 12, 12, 14, 13. Đắt con mèo xuống. Bởi vì mình chắc chắn là những cái con unicorn là xịn rồi. Màu tím luôn mà thấy không? Nó màu tím cơ mà. Ok, mình sẽ equip hai con ra. Tại vì con này nó chưa có nở. Nó chưa có nở thì chúng ta không thể cho nó ăn được các bạn ạ. Cái gì trong trứng thì sao mà ăn được đúng không? Phải nở đúng được. Bây giờ là mình cũng có những con pet gần mạnh nhất rồi đó. Ghê chưa? Nhiều bạn nói game này cày chua là do cày chua là các bạn thế giờ không mua game pass đương nhiên rồi. Thì mình hơi gian lận chút xíu, mình mua game pass nhưng 2 tiền nha. Và thứ hai thì các bạn cày lâu chút xíu thôi. Và nếu các bạn mở được những pet hơn á thì bạn cày tiền rất là nhanh. Và mình nghĩ là cái việc cày tiền chua như vậy nó cũng hợp lý. Còn nếu tương lai có trading thì dễ rồi. Tương lai trading á thì các bạn cứ vào đây. Gà sẽ trade cho bạn những con pet xịn. Không xịn lắm nhưng mà nói chung là những bạn nào mới vô chơi thì sẽ không có đủ tiền đi mua pet đúng không? Cho những con pet thường thường cũng được, 4 con pet mỗi người. Rồi, bây giờ mình sẽ qua để mình ăn những cục bên đây đi. Những cục bên đây thì nó nhiều hơn, nó nhiều máu hơn. Oh, các bạn thấy chưa? Mới cấp 1 thôi mà nó đã cộng 12 tiền. Wow, quấn một cái rồi lên cấp luôn. Ghê à? Cộng 12 tiền và cộng 10 cái tấn công rồi. Tiếp. Mai mốt mà nó ra chế độ như là Rainbow hay là Shiny gì đó chắc cũng ổn. Nhưng mà game này phải ra nhiều cái hấp dẫn hơn các bạn. Chứ nó cứ đi theo lối mòn của từ game pet hoài. Những từ game sau này á, mặc dù đồ họa đẹp, đồ họa đỉnh cao, con pet cực kỳ đẹp, nhưng mà nếu mà cách chơi nó vẫn kiểu như hơi nhàm chán như vậy á thì sẽ không bao giờ phát triển được đâu. Tầm vài cập nhật á mà không ai chơi nữa thì từ game này sẽ chết thôi. Không phải trù nha các bạn, mấy năm mới trù rồi. Nhưng mà ý mình nói như vậy ha. Bạn nào đồng ý thì để lại một like nào. Mở cái trứng nha, mở. Bam bam bam, wow. Trứng như cái lồng đèn vậy. Yay, một con LF nữa. Cùi mía như trái chuối luôn. Ok, thì đó là dung video này ha. Trong video này mình đã review với các bạn từ game Pet Paradise, Thiên đường là Pet. Trong video này mình đã phá đảo toàn bộ những vùng đất trong từ game này tính tới thời điểm hiện tại ha. Và mở cho bạn coi cái trứng cuối cùng. Cái trứng mắc nhất trong từ game này là Tier 6 là những con gì. Nhưng mà vẫn chưa kiếm được cái con pet xịn nhất các bạn ạ. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại một like và bình luận bên dưới. Và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông, cái tiếng nếu bạn là người mới. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.